Sau đây thì Hà Ngân sẽ chia sẻ với quý bà con một vài lưu ý trước khi sử dụng máy thái mịn Takeo TK1500. Bà con hãy cùng theo dõi kỹ thuật viên của công ty hướng dẫn sử dụng nhé. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy thái mịn Takeo TK1500, quý bà con hãy kiểm tra kỹ theo thứ tự như sau. Bước đầu tiên, quý bà con hãy kiểm tra mặt phẳng để máy trên mặt phẳng đều và chắc chắn, không được để máy cập kênh hay là mặt phẳng không chắc chắn. Bước thứ hai, bà con hãy kiểm tra ốc siết dao, kiểm tra một lượt ốc siết dao có bị lỏng hay không. Nếu như bị lỏng thì bà con có thể lấy công cụ siết chặt lại rồi hãy sử dụng. Bước thứ ba, bà con hãy kiểm tra nguồn cấp điện và CB máy. Trước khi sử dụng, bà con nên kiểm tra lại xem nguồn điện cấp cho máy thái chuối có đủ tải ổn định và an toàn hay không. CB điện được lắp sẵn trên máy. Trước khi cắm điện, bà con nên để ý công tắc điện, phải luôn luôn tắt, khi dùng thì mới bật lên. Bước cuối cùng, bà con hãy nhớ vệ sinh để bảo quản máy. Sau khi sử dụng xong thì bà con hãy nhớ tắt CB máy, rút nguồn điện rồi đợi từ 1 đến 2 phút cho động cơ ngừng quay và dao ngừng lại. Bà con nên vệ sinh máy thường xuyên để kéo dài tuổi thọ máy và nhớ để nơi khô ráo, có mái che, tránh mưa nắng ướt vào máy và motor gây hư hại chập cháy.